Penthouse 3. Lizzie cười tít mắt ở hậu trường khi bị đè ngửa, trong phim lại biến hình liên tục. Penthouse 3 mới đây đã tung ra clip hậu trường với những khoảnh khắc khác một trời một vực so với trên phim. Đoạn clip mở đầu với cảnh Kim So-yeon, Kim Eun-kyung, Yoo Joo-hee và Kamel Jung-jun-ju tập luyện cảnh Seo-jin bị đánh và ép hát opera trong tù. Jung Jun-ju vốn đóng vai chính trong nhiều vở nhạc kịch. Cô khiến mọi người trên trường quay choáng váng với giọng hát đầy nội lực của mình. Jung-ju còn chia sẻ, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ hát bài hát này trong tù. Các diễn viên cũng tập luyện vô cùng hăng say và liên tục bật cười với những khoảnh khắc tấu hài trong tù của Goi Hera. Bong Tae-gu, Yong Jun-hun và Ki-yoon cũng tập luyện hăng say cho một cảnh đánh nhau. Cả ba cực kỳ thân thiết, liên tục trêu đùa nhau. Ở cảnh Bo Tae-gu đẩy Yong Jun-hun ra khỏi khung hình, Ki-yoon thậm chí còn đứng sẵn để đỡ bạn diễn. Bất cứ khi nào Ki-yoon và Yoon Jong-hun có cảnh đánh nhau, họ luôn cẩn trọng và hỏi han xem đối phương ổn không. Bong Tae-gu thậm chí còn phải ghen tị và yêu cầu Ki-yoon rằng hãy hỏi thăm tôi nữa. Điểm nhấn của clip là phân đoạn Lizzie và Ki-yoon vật lộn trên giường khi Soo Jo-yeon cố gắng đoạt mạng Soo Dan-tae nhưng bị phát hiện. Trên phim vô cùng căng thẳng nhưng ở hậu trường cặp đôi thân thiết vô cùng, liên tục cười đùa và bàn bạc để có thể diễn tốt nhất. Lên sóng sau 2 tháng khiến khán giả mong chờ, Penthouse 3 tập 1 nhận về không ít ý kiến khen chê trái chiều. Đặc biệt nhiều khán giả tinh ý còn soi ra sạn siêu bự ở tập 1 xoay quanh tạo hình của Soo Ri-yeon, Lizzie thủ vai. Cụ thể màu tóc của bà cả không đồng đều trong các phân cảnh của một tập phim. Chưa kể cùng một phân đoạn nhưng giây trước Soo Ri-yeon còn đeo khuyên tai thì lập tức sau đó khuyên tai đã mất hút. Chưa kể Soo Ri-yeon ở tập 1 Penthouse 3 còn khiến khán giả có cảm giác như người đa nhân cách khi thái độ cảm xúc của cô liên tục thay đổi một cách khó hiểu. Liệu đây có thực sự là sạn phim hay một ẩn ý nào đó của biên kịch về việc đang có hai Soo Ri-yeon luân phiên nhau xuất hiện, đồng nghĩa với việc Naeko còn sống? Khán giả còn bình luận, nhuộm tóc là Naeko, không nhuộm là Soo Ri-yeon, phong cách cũng giống Naeko, suy ra bà này còn sống. Biên kịch à, em lại chị. Khó có thể là sạn lắm, chắc chắn có ẩn ý gì đấy, nhưng trời ơi, chết ra tro rồi mà còn tái sinh. Không ai giống tôi, mong là cả hai còn sống và cùng trả thù à. Naeko còn sống thì Logan Lee tái sinh là chuyện không sáng thì chiều, không mai thì mốt. Hãy cho đó là sạn và để chị Aikyo yên nghỉ đi, trời ơi, phim phải có logic chứ. The Penthouse 3 tiếp tục chứng tỏ được sức nóng dù phần 2 từng nhận về nhiều phản hồi tiêu cực khi có quá nhiều nhân vật bị biên kịch giết hại. Khán giả tỏ ra mệt mỏi với nội dung lê thê không đi đến đâu của phim cùng những chi tiết bạo lực quá đà. Tuy nhiên, nhìn vào chỉ số truyền thông có vẻ như khán giả vẫn không thể dứt bỏ được bộ phim này. Chê thì chê nhưng vẫn phải theo dõi tiếp. Theo số liệu từ Nielsen Korea, tập đầu đã đạt tỷ suất người xem trên toàn quốc lên đến 19,5%, trở thành tập phim có rating cao nhất trong các tập Penthouse đã lên sóng. The Penthouse 3 cũng là chương trình được xem nhiều nhất vào ngày hôm đó. Phần 3 nối tiếp nội dung từ phần 2, dù đã bị tống vào tù, Soo Dan-tae, Ki-yoon vẫn tìm được cách ám sát Logan Lee rồi chạy án để ra tù. Ác nữ Seo-jin, Kim So-yeon tìm cách giả điên để được ra tù một tháng sau đó. Những người còn lại là Shim So-jun, Lizzie và Jun-hee, Eun-geun chưa thoát khỏi cú sốc sau cái chết của Logan Lee nên bắt tay với nhau tìm cách trả thù, chính thức chấm dứt cuộc chiến vĩ đại này. Nhà sản xuất phim chia sẻ phần 3 cũng sẽ giống như hai phần đầu, những manh mối quan trọng sẽ xuất hiện. Hãy ở lại với The Penthouse 3 cho đến cuối cùng để tìm câu trả lời sáng tỏ cho những băn khoăn trong các phần trước, cũng như xem cái kết do lòng tham của những kẻ phản diện gây ra.